Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm qua mình cũng có mặt tại T30 và nắm tình hình tại đó. Đương nhiên là các thông tin, các tin tức đăng thông tin từ tin tức của CO, của các kênh anti-fan, đa số là những thông tin bịa đặt, hoàn toàn không có cơ sở và căn cứ. Cũng như luật định tại điều 170 cho tới điều 200 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nó quy định rất là cụ thể trong quá trình điều tra. Điều tra là như thế nào, có biên bản kèm theo giữa giáp mặt giữa hai bên, hay là lấy lời khai, hay là đối chất, nó quy định từ điều 170 cho tới điều 200 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thì trong quá trình điều tra hay phục vụ điều tra thì không được tiết lộ thông tin ra ngoài, kể cả vô thăm nuôi cũng không được, đó là luật quy định. Nếu như trong thời gian này mà tiết lộ ra ngoài thì kể cả cán bộ điều tra viên cũng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái đó là luật pháp quy định mình rất là cụ thể. Luật pháp mình rất là nghiêm minh. Cơ quan mình đúng đắn thì không thể nào có thông tin lọt ra ngoài được. Nên từ các cái trang báo chí không chính thống, hay kể cả các thông tin mà đăng liên quan tới CO, kể cả nói là CO nghiện ngập, hay là CO bệnh tật nằm lên giường lượt chiếu gì đó, đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, không hề có cơ sở và căn cứ. Mà bản thân mình hôm qua cũng đã lên tới chỗ và cũng đã vô cổng hỏi thăm cán bộ đó về những tình hình như thế nào, là nói là luật pháp mình rất là nghiêm minh đó. Cơ quan mình lúc nào cũng đúng đắn, nên là những thông tin không thể nào lọt ra ngoài được, cái đó là rõ ràng. Nên là các cái thông tin hoặc là các tin tức đăng giật tích nói là có tin về CO đó, kể cả nói về xuyên tạc CO là như thế nào đó, đó là những thông tin bịa đặt và hoàn toàn không hề có cơ sở và căn cứ. Nên là mọi người cứ trầm tĩnh, lắng nghe những thông tin nào có lợi thì mình hãy nghe, còn những thông tin khác thì mình coi như là gió thổi máy bay đi. Mà hiện tại trong một năm qua diễn ra, bây giờ chúng ta để ý lại các lời lẽ từ phía anti-fan, đa số là dùng những lời lẽ xuyên tạc và bịa đặt. Dậu đổ thì bìm leo đó, tức là khi mà CEO bị tạm giam rồi thì nó dùng những lời lẽ kích động, kích tướng, đe dọa nhằm hạ bệ CEO xuống. Chứ thật sự mà nói, các cái tin tức đó là hoàn toàn là bịa đặt, không hề có cơ sở và không hề có căn cứ. Bản thân mình cũng đã vô T30 rồi, rồi cũng đã hỏi rồi, là không ai cho vô và những tin tức đó cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Luật pháp mình rất là nghiêm minh, nên là không có chuyện nào mà đưa những cái thông tin đó ra ngoài được. Nên là tất cả các trang báo không chính thống hoặc là đăng thông tin sai sự thật gì đó thì chúng ta không nên nghe liên quan tới CEO. Và kể cả mọi người cứ để ý lại, trong suốt một khoảng thời gian dài là bên phía anti-fan, kể cả các luật sư bên anti-fan phân tích luật, thì chúng ta có học hỏi được gì hay không? Nên là từ cô hàng giỏ đá hàng hạ, hay là ông luật sư lò sĩ, hay tất cả các luật sư khác lên phân tích luật, đa số nghiêng về một phía, rồi từ chỗ đó dẫn dắt dư luận đó. Thì hôm nay em sẽ cho mọi người nghe một đoạn về ông luật sư kêu bằng lò sĩ đó, nói chuyện rồi phân tích lực như thế nào, rồi em sẽ giải thích lực cụ thể lại cho mọi người nắm và nắm bắt và áp dụng thẳng vào trong cuộc sống. Mọi người nghe thôi chứ đừng có học hỏi theo luật sư này và sẽ sớm đi nghe mọi người. Nên là mọi người chờ em chút. Tái phạm rồi số tiền lớn 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt tù có thể đến 20 năm. Còn khoảng 1 thì 1 đến 5 năm, 1 đến 5 năm đối với khoảng 1. Thế thì bây giờ á, chúng ta là tìm hiểu nhiều cái thông tin thì cho thấy rằng á, là Mai Xuân Cường do gia đình là đói khổ giữa cái mùa đại dịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ già con nheo nhóc, rồi là do giãn cách xã hội không đi lao động kiếm tiền được, cho nên là Mai Xuân Cường biết bà Hằng là giàu có, được giới thiệu làm thiện nguyện nhiều, cho nên là Mai Xuân Cường
liên hệ xin 2 triệu không được, rồi sau đó xuống còn 500 ngàn. Thì ở đó nó có cái tính chất á, nguy hiểm cho xã hội đó, là Mai Xuân Cường đưa những cái hình mà được gọi là hình ghép, hình xét, để đe dọa là Nguyễn Phương Hằng rằng nếu mà không giao tiền thì sẽ đăng hình xét hình ghép lên mạng xã hội để uy hiếp tinh thần. Thì đăng cái hình xét hình ghép nếu có đó mà có ảnh hưởng, có uy hiếp tinh thần của Nguyễn Phương Hằng hay không thì đây là vấn đề mấu chốt của vụ án. Thí dụ bây giờ một cô học sinh ở độ tuổi mới lớn 16-17 đó, rồi quan hệ với bạn trai, bạn trai nó chơi xấu chơi điểu, nó quay clip rồi sau đó chia tay, nó tống tiền, nó đòi phải nộp cho nó khoản tiền 20 triệu, còn nếu không nó sẽ tung cái clip này lên mạng xã hội để cho nghe là cái cô gái mới lớn đó có thể nói là rất hoang mang, rất khủng khiếp, một phần vì xấu hổ, một phần vì nghĩ rằng là mình không còn cơ hội để lập gia đình được. Cho nên là cái hành vi mà nhắn tin ra tối hậu thư, dọa tung những cái clip sex lên mạng xã hội để buộc cái người bạn gái phải nộp một khoản tiền thì rõ là uy hiếp tinh thần. Với đối tượng đó là có cái sự dùng thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần. Ngược lại đối với Nguyễn Phương Hằng, mà chính Nguyễn Phương Hằng thường xuyên tự xưng là thủ lĩnh, là đại ca, là CEO thành đạt, là bà chủ của nhiều bà chủ, là nữ hoàng truyền thống nhân dân, mà đặc biệt là nhấn đi nhấn lại đôi lần là thủ lĩnh, là đại ca. Thế thì cái việc mà dọ đưa cái hình ghép, hình xét gì đó mà chúng ta chưa thấy rõ thì liệu là có đủ uy hiếp tinh thần Nguyễn Phương Hằng hay không, thì đó là một vấn đề. Cái hình xét hình ghép đó là phải tới mức độ nào thì mới là đủ sức đe dọa, hoặc là đe dọa là sẽ bắt cóc cậu út con của là Nguyễn Phương Hằng, thí dụ vậy. Thì liệu Mai Xuân Cường là một cái người cù bơ cù bất, thất nghiệp đối rách giữa mùa đại dịch, thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh là giãn cách và chưa tiêm ngừa, cho nên là rất là căng thẳng, rất là tang thương, thì đó là một cái hoàn cảnh đối rách thật sự. Tất nhiên luật pháp người ta không cho phép mình xin tiền mà xin điểu, có sự đe dọa. Nhưng bây giờ ngay khoảng 1 của điều 170 của tội cưỡng đoạt tài sản đó, thì nó nói rằng là phải đe dọa dùng vũ lực. Thì Mai Xuân Cường không hề đe dọa dùng vũ lực, mà chỉ là dùng thủ đoạn khác để uy hiếp tinh thần chủ sở hữu tài sản để buộc họ phải giao tài sản. Thế thì cái việc mà đi nộp 2 triệu tiền chuyển vào tài khoản cho Mai Xuân Cường của bà Nguyễn Phương Hằng có phải là do Mai Xuân Cường sử dụng một thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần đến mức Nguyễn Phương Hằng sợ con mình bị bắt cóc, hoặc là hình ghép hình gì đó tung lên mạng để rồi ảnh hưởng đến là uy tín, làm cho nghĩa là Nguyễn Phương Hằng bị uy hiếp tinh thần mà phải giao tài sản 2 triệu bạc vào tài khoản cho Mai Xuân Cường. Đó, thì mọi người nghe thôi chứ đừng có học hỏi nha mọi người. Tức là ông nói trong thời gian dịch bệnh, thời gian khó khăn đó, thì Mai Xuân Cường đó là dùng những cái hành động đe dọa hay xin tiền gì đó, nó là chưa mang tính chất nguy hiểm ngoài xã hội đó, nên là có thể là bị phạt hành chính trong trường hợp này. Đó là ông luật sư bên kia phân tích đó, nên là mọi người chỉ nghe chứ không được học hỏi. Chúng ta lật lại hồ sơ của em Cường này. Tức là lúc trước em Cường này trong thời gian như vậy là xin 2 triệu đồng với mục đích là xin điểu. Và nếu như không cho thì em này
tung những hình xét hình nhạy cảm của CEO lên mạng và thậm chí hăm dọa bắt là bé Hụ để tống tiền. Như vậy những hành vi đó mà ông luật sư này nói là không có tính chất nguy hiểm đối với xã hội, nên là bớt quá chỉ phạt hành chánh, nên là không đủ răn đe hoặc là không đủ để cho CEO lo sợ, tức là bắt cóc con mình hoặc là tống tiền hoặc là đưa hình xét của mình lên mạng, là ông luật sư lò sĩ này mới phân tích là không đủ để đe dọa để cho CEO lo sợ đó. Mọi người thấy đa số là dậu đổ thì bìm leo, đúng không? Tức là phân tích lực nghiêng về một phía khi ghét CEO này rồi cứ ghim vào CEO này. Chứ thật sự mà nói, tôi đặt giả dụ như bây giờ trong thời gian dịch bệnh đó, cấm không ai được đi ra ngoài, nhưng mọi người nên nhớ đây là một tên tội phạm, thì cái chuyện nó đi ra ngoài mà không được phép hay là nó trốn đi gì đó, cái đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Không phải giống như ông bác sĩ này hay là ông luật sư lòi sĩ này nói. Ủa, có nghĩa là đang trong thời gian giãn cách xã hội rồi không được đi ra ngoài, túng khổ nên không thể nào đi ra ngoài khiến cho người khác lo sợ gì. Phân tích một cách là dẫn dắt. Đã nói là tội phạm thì cái chuyện cấm hay là cái chuyện nghiêm cấm giãn cách gì đó nó không ảnh hưởng đến những tên đó. Tôi đặt giả dụ nó muốn cướp tiền hay là nó muốn cướp vàng hay nó muốn tống tiền gì đó thì nó đâu có màng tới cái chuyện mà dịch bệnh hay cấm theo giãn cách xã hội gì đâu mà nói là không nguy hiểm. Đó. Và tôi đặt giả dụ như bây giờ trong thời gian dịch bệnh, thời gian giãn cách, có người vô mà đòi hiếp dâm vợ ông này, hoặc là bắt cóc con ông này, hoặc là đè hãm hiếp vợ ông này gì đó, thì đối với ổng mà nói thì không phải là nguy hiểm của xã hội, đúng không? Ổng chỉ đưa những người khác vào vô một cái thế như thế. Vậy tôi đặt ngược lại là ổng thì sao? Tôi đặt như bây giờ là trong thời gian giãn cách xã hội, trong thời gian dịch bệnh, không được phép đi ra ngoài, nhưng mà có một người dùng tin nhắn, dùng điện thoại, dùng đủ thứ, đủ thứ hình thức, tức là có thể là dùng nói là tung hình xét, hoặc là nói là tôi sẽ tới nhà hiếp dâm vợ của ông hoặc là con của ông luật sư lò sĩ này, thì đối với những hành vi đó ông có cho là nguy hiểm của xã hội hay không? Còn nếu áp giặt vào CO thì ông nói là không nguy hiểm cho xã hội, bớt quá chỉ phạt hành chính. Như vậy chúng ta nghe luật từ phía ông luật sư lò sĩ này, chúng ta học hỏi thì chúng ta chỉ có chết. Và tôi đặt giả dụ như nghe theo lời của ông này, mai mốt mà có giãn cách xã hội, có những hoàn cảnh khó khăn, người ta đi tống tiền đó, người ta đe dọa bắt cóc con của người đó, thì cái đó gọi là hành vi không có nguy hiểm cho xã hội đối với lời của luật sư ông này phân tích. Nên là thật sự mà nói, tôi nói thiệt, nhìn vô cái ông luật sư này tôi không thể nào nói gì được nữa. Còn đối với CEO, bây giờ người ta nhắn tin tung hình xét lên mạng, rồi người ta nhắn tin là bắt cóc bé Hụ, thì đối với một người mẹ mà nói về bắt cóc con mình khi con mình đang đi học ở trường, mà trong đang thời gian nhạy cảm là CEO đang có cái drama, thì rất là nhiều thế lực thù địch nó đang tấn công, như vậy khiến cho CEO phập phồng lo sợ, cái đó là chuyện tất nhiên, gây ảnh hưởng lớn, tinh thần nghiêm trọng. Còn như ông này, tôi đặt giả dụ như bây giờ tôi nhắn tin đến tôi nói đồ bắt cóc con ông này, tôi hiếp dâm vợ ông, thì ông nói là không có nguy hiểm cho xã hội hay sao? Cái này là rõ ràng là dẫn dắt dư luận. Nếu như chúng ta mà nghe lực từ phía ông này mà chúng ta học hỏi thì rõ ràng nay mai là chúng ta vô khám chắc. Cũng như điều 170 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017,
về tội cưỡng đoạt tài sản thì nó không quy định là tiền bao nhiêu cả, mặc dù cái mốc nó đầu tiên nhất là tù từ 1 năm đến 5 năm. Tôi không nói là mốc là 500 ngàn hay là 2 triệu gì đó, tôi không quan tâm. Đó. Nhưng mà cái mốc đầu tiên của nó tức là từ 1 năm đến 5 năm. Nên là cho dù là 500 ngàn hay là 1 triệu hay là 2 triệu gì đó thì khung hình phạt nó cũng là 1 năm tới 5 năm. Tại vì người ta nói là cưỡng đoạt tài sản tức là đã có hành vi nguy hiểm ngoài xã hội rồi. Tôi đặt giả dụ như tung các hình xét thê, tung các hình nhạy cảm hay dùng mọi thủ đoạn khác đó, hăm dọa, bắt cóc đủ thứ hết, thì đó là những hành vi rất là nguy hại cho xã hội. Vậy mà ông này lên đây phân tích là nói, ơi, trong thời gian dịch bệnh không đi ra ngoài được, rồi có đủ để răn đe, có đủ để hăm dọa đối với CEO hay không? Đó, mọi người thấy phân tích là như thế. Và nếu như chúng ta học hỏi theo, và kể cả cả xã hội này học hỏi theo, thì bây giờ trong thời gian dịch bệnh, ai cũng làm như thế. Thì đối với ông này là không có nguy hại ngoài xã hội. Nên đối với CEO Nguyễn Phương Hằng, trở lại cái vụ án của em Cường này, thì bây giờ lên tòa xử án, tòa đã kết án xong, CEO sẽ hứa sau khi ra tòa là cho lại một số tiền để làm vốn. Thì mọi người thấy cái tấm lòng Bồ Tát của CEO là như thế nào? Bây giờ thứ nhất là bảo vệ luật pháp của mình nghiêm minh, tức là dẫn phạt em này đó, để răn đe cho những kẻ khác, cho thế hệ khác. Mà ngược lại, sau khi ra tù, CEO này vẫn cho lại một số tiền để làm vốn, để đổi nghề và để làm ăn. Như vậy thì nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn, từ đức từ tài. Thì ông này lên phân tích là phân tích cái gì? Đó, ông phân tích cái gì đây? Nên qua cái vụ việc mà mọi người thấy bên Antifan phân tích, kể cả các luật sư phân tích về luật, chúng ta để nghe chứ không nên học. Mà nếu như chúng ta học theo đó thì chúng ta chỉ có nước vô khám sớm. À, nói ai cũng nghĩ như ông này à, là nói trong thời gian dịch bệnh hay là trong thời gian giãn cách xã hội, dùng những tin nhắn đe dọa tống tiền rồi này kia, nó không nguy hại gì tới xã hội hết, thì cái đó là ai cũng làm được. Nếu như theo lời ông này nói, ai cũng học hỏi theo thì có nước thác. Và nói như các hành vi của CEO là Nguyễn Phương Hằng, là nói là ảnh hưởng lớn đến tầng lớp xã hội, là nhục mạ nhiều người, nhục mạ đến cô ca sĩ Đồng Xanh, hay là nhục mạ hăm dọa giết người đối với cô hàng giỏi đá hàng hạ, đó là những lời của luật sư luật sĩ nói. Nhưng mà tôi đã đính chính trong tất cả các clip trước là CEO chưa hề hăm dọa giết người bất kỳ một ai, cũng như nói một câu á, là gặp mẹ đâu tao tán mẹ đó, đó là những người xúc phạm đến chị trước đó. Nhà người ta mọi người vô phá, kể cả quỹ hằng hữu không liên quan gì tới mọi người, mọi người vô đánh phá thì người ta đòi đánh đòi tát, cái đó là không phải là hăm dọa. Mà gặp tôi là tôi tán thiệt chứ không phải là hăm dọa. Hăm dọa giết người là hăm dọa giết người, khiến cho người khác lo sợ. Còn hăm dọa đánh người, đánh người hoặc là tát người, cái đó đâu có chết, đúng không? Tát mày về tát cho mày bỏ cái tật mày, chứ đâu có gọi là hăm dọa gì đâu. Nên là phân tích dẫn dắt dư luận. Và tôi đặt giả dụ như các hành vi của CEO là có ảnh hưởng lớn đến ngoài xã hội, thì tôi đổi ngược lại, hành vi giam tiền từ thiện lại 6 tháng, hoặc là hành vi lang băm mà lừa đảo bà con mình trong suốt 20 năm qua, 14 năm qua, thì đối với ông luật sư lò sĩ này có ảnh hưởng đến xã hội hay không? Mà ổng lên đây ông bào chữa, bản thân ổng là bào chữa cho ông thằng Y Lăng Băm này. Thì tôi hỏi ngược lại ông là hành vi lừa đảo bà con mình trong suốt 14 năm qua, hoặc là chữa trị không hết bệnh mà PA cho bản thân mình, là tôn vinh mình lên thần y,
thì có ảnh hưởng đến xã hội hay không? Hoặc là nhiều cô ca sĩ, nghệ sĩ quảng cáo đồ giả, đồ kém chất lượng, như vậy có ảnh hưởng lớn đến xã hội hay không? Nếu như những người khác mà người ta mua những sản phẩm đó về mà gây ảnh hưởng phỏng mặt, trái tay hoặc ngộ độc mà người ta chết, thì lúc đó sẽ ra như thế nào? Qua những hành vi quyên góp từ thiện mà nêu ra những trường hợp giả nhằm mục đích trục lợi, như vậy có ảnh hưởng lớn hay không? Tất cả các người khác học theo, thì cái xã hội này như thế nào? Sao bản thân ông loài sĩ này không phân tích? Nên là qua cái vụ việc, mọi người thấy tất cả các kênh anti-fan, một là đăng thông tin về dịch tích, còn hai là phân tích lực nghiêng về một phía. Nó có một đặc điểm chung duy nhất là phía bên anti-fan đa số là dùng những lời lẽ xuyên tạc là chủ yếu. Riêng về cái ông luật sư luật sĩ này, thật sự xem lại đạo đức của ông này thì thật tốt hơn. Kể cả điều 170 người ta quy định rất là cụ thể, hành vi tống tiền, tức là cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi trong năm 2007, là cái khung đầu tiên nhất. Tôi không cần biết là có nguy hại hay không có nguy hại gì, tôi không cần biết. Nhưng mà cái khung đầu tiên là từ 1 năm đến 5 năm. Ai cưỡng đoạt tài sản là gì hết. Vậy lên đây phân tích gì? Nên là qua cái vụ việc hôm nay, em tóm tắt lại hai nội dung duy nhất. Là nội dung duy nhất là cái những cái thông tin dịch tích mà liên quan tới CEO, thì đó là thông tin hoàn toàn bị đặt, không hề có cơ sở và căn cứ từ phía Antifan. Nào là nói CEO nghiện ngập, nào là nói CEO nằm tại chỗ, nào là nói CEO bệnh hoạn. Đó là những thông tin không có thật và dịch tích. Và chúng ta cũng nghe những lời phân tích luật từ phía bên luật sư Antifan, thì mọi người thấy học hỏi thì chỉ có chết. Nên đừng có nghe lời mà mới mốt dịch bệnh hay thời gian giãn cách gì đó chúng ta đi tống tiền thử xem chơi là coi như là vô tù thiệt nha. Thử thì thử chơi nhưng mà vô tù là vô tù thiệt. Nên đừng có nghe những lời ông này nói. Thì hôm nay mong mọi người đăng ký kênh Đinh Hoàng Nhân để ủng hộ em. Em làm những cái cơ sở làm cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.